Hello, xin chào mọi người, rất vui gặp lại mọi người ha. Mình là Khánh, hôm nay thì một cái clip nó hơi khác một xíu. Nó không phải là review sản phẩm, cũng không phải là chia sẻ kinh nghiệm gì hết. Mà là đây một cái clip tương đối thực tế về cách mà mình tư vấn cho khách hàng về khi mà lắp bộ dàn karaoke. Khi mà mình nhận thông tin của khách như thế nào và thực tế khi khảo sát nó như thế nào á. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái hình bộ dàn trong cái phòng tầm khoảng gần 30m². Bộ dàn này mình lắp ráp là gồm một cái cặp Seabird. Cặp này thì chắc là mọi người cũng biết rồi, với các clip mọi người anh em bên thiên vũ cũng lắp nhiều rồi. Cặp này là bass 30 nha, sản xuất tại Đức luôn nha. Đây là dòng Seabird A6 series. Rồi đi với em với nó là một cái men Waffadel CVD 2006. Lắp với sub MS3, cũng một cái sub quá cơ bản luôn. Rồi một cái micro 599 nè, một con Misa V9000S, còn cái quản lý nguồn. Dàn này thì có thêm một cái đầu karaoke Dun Solo 4K nữa nha. Đó, thì cái bộ này thì mình lắp cả TV cho khách luôn, một cái TV 75 inch cho khách luôn. Thì xíu nữa đến nhà khách thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về cách tư vấn và lý do tại sao mình lại chọn bộ dàn này cho cái không gian này. Đó, ngoài ra nữa là về cái phần tiêu âm mình cũng có tư vấn thêm cho khách về phần tiêu âm, vì phòng khách chưa có đồ hết trơn á, nó sẽ khá là vang, nên có gì mình sẽ đến tận nơi thực tế mình sẽ chia sẻ cho mọi người thêm ha. Rồi mọi người đi thôi, đi với mình nhé. Ok, mình đã đến nơi, đến nhà khách rồi nha. Thì hôm nay thì mình lắp đặt một cái phòng là phòng ở dưới hầm nha. Thì mọi người theo chân mình, nhà khách rất là rộng ở bên quận 2 nha. Đây, có mọi người có thể nhìn thấy, mọi người nhìn thấy bên kia sông Sài Gòn ấy. Phòng khách có diện tích khoảng hơn gần 30m² nha, ngang tầm 6m mà chiều dài sẽ tầm khoảng 5m. Nhưng mà đặc biệt một cái là phòng khách có hai cái cửa ra vào, là một cái cửa từ phòng bếp đi qua với một cái cửa từ tầng hầm đi xuống. Thế nên là chắc chắn là khách sẽ phải ngồi ở vị trí thế này, sofa sẽ đặt ở vị trí đây, từ mép cửa sang đây. Thế nên là cái vị trí ngồi cách loa thực tế của khách nó chỉ tầm độ rơi khoảng 4m thôi mọi người. Đó. Ngoài ra thì như mọi người thấy phòng khách khá là vang nha mọi người. Đây là mình đã có đưa đồ vào rồi á thì nó sẽ còn đỡ vang rồi đó. Chứ còn lúc đầu mình khảo sát thì phòng cực kỳ vang luôn. Thì tất cả những cái này là tường hết. Phía trên cũng là tường, không có thạch cao. Nên là phòng rất vang, nên là chắc chắn là phòng này mình phải làm tiêu âm rồi. Thì tiêu âm thì mình sẽ làm 3 vết nha, vết 2 vết phía sau, vết phía sau này, rồi 2 vết bên hông nữa là xong. Sau khi làm thì mình có thể mình sẽ bổ sung thêm 2 cái vết phía này nữa. Đó, để ngay cái chỗ vị trí loa xuống này mình sẽ cần tiêu âm một xíu nữa. Bên kia cũng có, phía này thì không cần vì phía này khách sẽ có làm tủ máy rồi tivi này kia thì mình không cần làm tiêu âm nữa. Rồi thì với một cái không gian như thế thì nhìn đó, như mình nói đó, có nghĩa là dù là phòng khách 30m², nhưng thực tế khách chỉ ngồi cách loa chỉ là 4m thôi. Nên là không gian này mình chỉ cần một cặp loa bass 30 với một cái sub MS3E là xong rồi ha. Như vậy là đã đầy đủ không gian rồi, đã đầy đủ công suất cho sử dụng rồi. Ngoài ra thực tế ra nếu mọi người những phòng như thế này mọi người muốn gắn 4 loa cũng hơi khó, bởi vì thật ra chẳng hạn như một góc này thì không vấn đề gì ha, nhưng nó hơi che cái đèn xíu. Nhưng mà góc này là vướng cửa chắc chắn nè, mình có treo lên là chắc chắn là vướng cửa nè, nên là nó muốn treo bốn loa cũng là khó. Thì mình đã treo loa lên hết rồi, cái loa này thì mình sẽ treo nằm ngang nha. Chứ còn bởi vì là khách có cái bục như là bục sân khấu như thế này mà treo, mình treo dọc xuống á, theo chiều dài á, thì cái loa nó sẽ xuống hơi bị sâu nên là nó sẽ không có thẩm mỹ, nên là mình sẽ quyết định là treo ngang nha. Rồi tivi thì anh em mình lắp lên rồi. Thì bên này anh nội thất anh đang cắt dán để anh chuẩn bị lên nội thất, lên cái phần tiêu âm để cho cái phòng nó đỡ vang hơn một chút xíu, nó mới chỉnh tiêu được âm vang với âm thanh nó mới ra hay được. Vừa rồi thì mình vừa chia sẻ cho mọi người sơ sơ một cái thực tế không gian lắp đặt của khách hàng như thế nào, như thế nào. Cái quá trình mà khách hàng đưa thông tin đến mình và thực tế mình đi chia sẻ nó sẽ có sự sai lệch như thế nào. Đó là lý do mình rất cần là đến khảo sát tại thực tế thì nó sẽ đưa ra các quyết định, đưa ra các tư vấn nó chính xác nhất cho phía khách hàng. Đó, thì hy vọng là cái video vừa rồi
mình chia sẻ đến mọi người thì mọi người có thể nắm rõ hơn một xíu về từ cái nhu cầu lắp đặt, rồi từ cái không gian lắp đặt, rồi cái thực tế thì mình sẽ chọn được cái sản phẩm nó phù hợp với mình. Ok, thì clip đến đây cũng hết rồi, thì hy vọng nếu mọi người thấy hay thì mọi người hãy cho mình một like, một share, subscribe nha, để mọi người mình có thể có động lực làm nhiều clip hơn, những clip thực tế như thế này hơn, để mọi người có thể tham khảo cũng như trải nghiệm cái thực tế lắp đặt một cái bộ dàn karaoke như thế nào. Bye bye, chào tạm biệt mọi người.